Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Tình hình là mình vừa đi ra ngoài về và khá là nóng các bạn ạ. Nóng quá. Anh em nhớ like và chia sẻ cho video nhé. Video đấy thì không quan trọng anh em ạ, quan trọng là chúng ta chơi game. Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ui, thằng nào kia? Vãi à, quần cam à? Ui, thôi xong rồi em ạ. Thôi xong rồi. Pha này chú xong với anh rồi. Anh nghĩ là chú không chạy được đâu. Ui dồi ôi. Đứng trong này á hả? Ui, sao? Ok, một kill đầu tiên hết sức là đơn giản rồi nha. Lời đầu tiên thì xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì các bạn đang xem video, các bạn cho video một lượt like và một lượt chia sẻ nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em nhá. Ok, hiện tại thì như vậy mình đã có được một cái combo súng là XM8 và một cây Spartan 12 nhá. Yes, vẫn là cái con nhân vật Alok quen thuộc thì mình đã khá là tự tin rồi. Cơ bản là mình chơi Alok đã rất là lâu rồi. Và XM8 nó vẫn luôn là một cái gì đấy bá đạo trong phiên bản OB20. Mà tình hình là như thế này anh em ơi. Tình hình là chắc là vài ngày nữa thôi thì phiên bản OB21 của chúng ta sẽ được cập nhật. Thì mình cũng đang khá là lo lắng. Mình nghĩ là với cái chỉ số khá là mạnh của XM8 trong phiên bản OB20 thì ok, OB21 nhà phát hành sẽ fix lại cái chỉ số của XM8 chẳng hạn này, để làm sao mà cân bằng giữa những cái người chơi, tức là có những bạn có skin này, những bạn không có skin, nó có một cái sự cân bằng game. Mình nghĩ là như vậy. Và khả năng cao thì OB21 XM8 sẽ được chỉnh sửa lại cái chỉ số. Bởi vì là bây giờ đây anh em thấy không ạ, tôi cầm XM8 đây bắn rất là bá đạo luôn anh em ơi. Trong phiên bản OB20 thế này chỉ cần có một cây XM8, các bạn rất là dễ để win luôn đúng không? Anh em công nhận không? Còn cái chuyện mà Alok vào vòng quay vàng thì tôi cũng đang hóng cùng với anh em, nhưng mà chắc có lẽ là đợi sẽ hơi bị lâu đây. Ok, hiện tại thì mình đang chạy ra phía thung lũng đây rồi. Anh em có hỏi là anh chơi game bằng thiết bị gì thì ok, mình nói luôn. Hiện tại thì mình đã đổi hẳn qua chơi bằng iPhone X rồi. Ui, vâng, rất nhanh và rất là nhạy. Skin XM8 quái thú ok. Thì từ khi qua đổi chơi game bằng iPhone ấy thì bắn rất là mượt tay các bạn ạ. Và ai thằng quần đỏ này, mày đùa tao à? Đậu xanh. Đang mải chém gió với anh em thì thế nào lại gặp cái thằng quần đỏ nó cản chuyện anh em ạ. Đấy, chán thế chứ lại. Ok, lý do tại sao mình không mua cái cây chuồn lam đúng không? Bởi vì là cây chuồn lam chỉ số của nó khá là giống cây cơ khí. Thế nên là tôi mua cái cây bích vàng ấy mà anh em. Rồi nha, ok. Tầm này thì tranh thủ lượm thêm bom keo cả nhở. Ui, thanh niên này nhiều đồ vãi ra anh em ạ. Thế này đồ nhiều như này khá là thoải mái phải không anh em? Mình thì mình thích sử dụng cái băng đạn đôi hơn, cơ bản là nó sẽ hỗ trợ anh em thay đạn nhanh lắm, chứ còn là tôi không thích dùng băng đạn ba lắm đâu. Ok các bạn, và chúng ta let's go thôi nào. Và tình hình thì trong trận đấu này còn lại 18 người chơi đấy nhá, chúng ta let's go luôn. Tầm này thì có lẽ là mình sẽ lượn lờ qua đây một xíu và nhanh chóng di chuyển lên khu vực cổng trời, bởi vì là bao giờ cổng trời cũng đông thanh niên mà. Thôi thì cứ hóng thôi anh em nhở. Đấy, từng đường đi nước bước của anh em phải cẩn thận nhá, nếu như mà anh em muốn lấy top. Còn tôi thì cái chuyện top 1 nó quá bình thường rồi, ngày nào chả làm vài trận top đúng không nào. Rồi nhá. Có một cái lý do khiến cho mình không thể trở thành game thủ chuyên nghiệp được, bởi vì là như thế này anh em này. Tôi từ chối trở thành một game thủ chuyên nghiệp bởi vì là chúng ta sẽ phải luyện tập rất là nhiều. Đặc biệt nhá, anh em biết không ạ, tức là để trở thành một game thủ chuyên nghiệp thì như là đã khó rồi. Anh em chơi game rất là nhiều luôn, một ngày chơi đến mười mấy tiếng game. Tôi không như thế anh em ạ. Đấy, tôi chỉ là một con người bình thường để lên video và chém gió các bạn thôi. Thế nên là một số anh em gọi là lôi dăm ba cái danh ra đánh giá người khác là sai anh em ạ. Đấy, đúng không?
đơn giản là Zamba cái danh với cách chơi của những game sinh tồn nó không đánh giá được các bạn chơi có giỏi hay là không, ok đúng không? Danh huyền thoại thì mình bảo là anh em có thể núp lên huyền thoại, ok, hoặc là các bạn chơi nhá, các bạn cẩn thận lên huyền thoại, ok, không vấn đề gì. Nhưng mà bạn nào lên danh thách đấu thì ok, công nhận là trình cao đấy. Đấy là những cái điều mà Kẹo muốn chia sẻ với các bạn thôi. Ui dồi ôi, game người ta hay bảo thắng bại tặng wifi mà tôi cũng đúng phết nhở. Đấy thì tôi thấy là mấy ngày hôm nay thì game Free Fire ấy, kiểu anh em chơi game ping nó lại cứ lắc lắc kiểu gì ấy, đúng không? Anh em có cảm giác như thế không? Giống kiểu hôm mình đang chơi game, mình đang live stream cho anh em xem mà chơi game lag ping tụt lên tụt xuống hay chơi game rất là khó chịu anh em ạ. Rồi nha, ok. Một số bạn thắc mắc bảo là anh ơi xây thám tử sao anh không tiếp tục làm, bởi vì làm nó cũng mất khá nhiều thời gian. Lần này thì mình đang tập trung làm một số những cái xây khác và tham khảo ý kiến của các bạn xem anh em thích xem thể loại nào, ok. Còn sẽ cố gắng nếu mà rảnh thời gian thì sẽ lên thật là nhiều nội dung trên kênh để cho anh em coi. Mong rằng thì các bạn coi, các bạn cho mình một lần like, một lần chia sẻ, ok. Đấy, chứ không bảo nhiều bạn bảo anh đăng nhiều video lên, tôi có thể làm nhiều video hơn được. Nhưng mà anh em nghĩ như thế này này, đấy, đăng nhiều video chưa chắc đã chất lượng đâu, cơ bản là cái số lượng ấy nó đi đôi với chất lượng các bạn ạ. Mình có thể upload nhiều video cho anh em nhưng mà chắc chắn là nội dung trong một ngày mình không thể chăm chút được, đúng không nào? Nên một ngày mình nghĩ là số lượng hiện tại là 1 đến 2 video là khá thoải mái với mình. Tức là mình làm việc, mình upload video cho anh em coi, nội dung nó thấy hay. Đấy, anh em thấy hay thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình, coi như là như vậy đi, đúng không nào? Rồi nha, let's go. Một số anh em bảo thích tôi tâm sự. Nhưng mà thế này mọi người ơi, tâm sự nhưng mà có chủ đề đâu mà tâm sự các bạn. Đấy. Anh em cứ đặt câu hỏi đi, tôi lên video tâm sự liền luôn đấy, tôi có ngại gì đâu. À đủ. Thôi nào, dưới kia nhỉ? Mày liệu hồn nha mày. Tôi thấy nó rồi, anh em ấy ngồi ngay trên nóc nhà Doraemon ấy. Oh man. Tuổi gì em ơi? Sao? Nhẹ nhàng và tình cảm anh em ạ. Ui dồi ôi. Tưởng gì chứ. Thế này thì hạ gục nó cũng đơn giản thôi mà. Ai? Hình như là trên tròi cũng có người à? Đúng không ta? Mình bắn dạo dạo thôi. À, chính xác rồi nhá, chính xác rồi nhá. Trên tròi có người cơ ông ạ. Ai, mình chỉ bắn dò địch thôi. Mà không ngờ là nó lên tiếng thật luôn. Thế từ từ, tí nữa tôi cũng xuống tôi vả nó. Có gì đâu anh em. Dăm ba thằng dâm dơ mày, tôi ngại gì đúng không nào? Đây, ok. Ui, vai trưởng. Vai trưởng gặp thánh bông keo này anh em này. Ui, ông này làm shipper bông keo. À, nhiều bông keo vãi thế nhở. Ui, trông nó lại cứ ok anh em nhở. Ngon lành chứ đừng đùa đúng không nào? À, để mình coi nào. Đấy, lại thêm bông keo này. Tuyệt vời chưa? Rồi nha, quá là ổn luôn. À, thì mình cũng lượm thêm một cái giảm thanh đi. Các bạn là giảm thanh thì các bạn chơi game nó sẽ ok hơn, ví dụ thế. Đấy, các bạn là anh em bắn bằng giảm thanh thì nó sẽ không bị lộ vị trí mà. Nên là khá là ổn đấy. Ai, đâu rồi? Trong này thì theo như mình thấy là khá là khó để thấy được người. Có lẽ là chúng nó cũng đang ở ngoài thôi. Mấy đứa ở ngoài hết à. Được rồi, bình tĩnh đi. Ui, ở trên còn người nhá. Đấy, ở trên còn người nhá. Không phải đơn giản đâu. Ok. Trên này thì sao nhở? Này, thằng nào ở trên xuống đi. Tôi nghĩ là nếu như mà tầm này tôi chạy xuống thì nó sẽ là một cái phương án di chuyển không an toàn mọi người. Rõ ràng thằng bé đang gọi tiếng ở kia và nó có một vị trí cam rất là ok. Tầm này mình nghĩ là mình chưa nên chạy xuống vội này. Đấy, bắn vài phát để dọa nó thôi anh em ơi. Chứ nó ngồi tròi thật sự là để ăn được nó cũng hơi khó. Và hiện tại thì cái giải pháp của mình lúc này đấy là mình sẽ chạy lên phía trên đi, ok. Xem là ở trên cổng trời thằng nào còn chưa chạy bo là hạ gục cho nó luôn nhá. Đấy, không là anh em vào bo mấy thằng cho nó lại móc lốp thì thôi xong, đúng là xanh mộ đúng không? Nên là cứ lên cổng trời đã. Ok. Lên cổng trời đã để xem thế thằng nào hạ gục cho nó này. Rồi nhá mọi người. Vâng, lúc này thì trên cổng trời của chúng ta nó vẫn khá là yên bình và đảo đâu ra người tầm này đúng không? U rồi, tôi chả thấy có cách nào đào được ra người cả. Đậu xanh. Dân mình em xíu nhưng mà đây, tầm này thì còn lại bao nhiêu đây? Bo nó cũng sắp thu lại rồi, thế nên là kiểu gì mấy bọn này nó cũng xuất hiện cả thôi.
Tôi cứ lang thang trên này, tôi không tin là cổng trời không còn người. Kiểu gì cũng còn vài thằng chơi nhây, đoán chắc với anh em thế kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm của mình là chơi trên 10.000 trận đấu Free Fire rồi anh em ạ, đấy tôi lạ gì đâu. Đấy, làm YouTube hơn 2 năm rưỡi chơi hơn 10.000 trận đấu cơ mà. Mày này, cái gì đấy? À đủ à, ok, anh lại sợ chú quá cơ. Giờ đây em, ui, thôi xong thằng bé này. Ma dựng bóng kèo ngu này, trời, đậu sai. Rất là đáng tiếc cho bạn nhá. Ấy thôi ngay, chạy. Cơ bản là bọn đang thu lại rồi, mình quay lại pha đấy thì lút được tí đồ thì nó cũng khá là sấp mặt. Nên thôi, tầm này là cứ vào bò trước đã anh em, vào bò trước cho nó lành đấy, ăn chắc mặc bền thôi tầm này. Thời buổi kinh tế khó khăn các bạn ạ. Nên là ăn chắc mặc bền thôi, tôi cũng chả ham. À, có thính ở dưới à? Mình nghĩ là mình cũng không cần nữa bởi vì hiện tại mình đã có khá là nhiều trang bị ngon. Mũ 3, giáp 3, chúng ta có một cái ba lô 3 nhưng mà đây. Tôi mong là tôi có thể kiếm được một cái giáp chống nổ để nó xịn hơn anh em ạ. Ờ vãi thế nhở, nhớ ông chết vì mo đấy nhở. Đấy, biết ngay mà khổ lắm cơ các ông. Tranh tốt không tranh xong bắt đầu nhây bo với nhau chết cả lũ rồi đấy. Ok chưa ạ? Vậy là giờ còn lại có 6 đứa à? Rồi này để mình coi đi kiếm người thôi anh em ơi. Đấy, phía dưới này anh em thấy ai chưa? Kẹo chưa thấy ai đâu. Thôi chúng ta cứ lận lờ quen đây thôi, kiểu gì cũng thấy người mà. À đủ nhở. Sao đấy nhở? Oh man. À, trên trời có người, trên trời có người, tôi thấy rồi nhá. Trên trời có người mà chúng ta chạy vào bo theo kiểu này không ổn. Chắc chắn là không ổn rồi. Nên là mình cứ di chuyển theo cái phía này cho nó an toàn này đấy. Cứ di chuyển bên này là ok rồi đúng không nào? Ui. Phía trước mặt có người luôn. Ui. Má phần này căng thế. Bo thu lại rồi nè. Vậy nên là mình đành phải đi theo cái cửa này thôi các bạn ơi. Ui vãi nhở. Vãi nhở, thấy công bắn nhau tôi sợ quá đấy. Oh man. Gì đây, oh man. Tuyệt vời luôn. 7 kill rồi. Ui, càng đấy. Cái gì đấy? Thế nào dưới kia? Ma. Oh man, chú tính làm gì ở đây? Ui, thằng bé kia dựng bom keo vòng quanh luôn kìa. Vãi nhở. Thế hình kiểu này mình khá là dùng miếng pate anh em ấy. Coi chừng bị kẹp thịt là thôi xong xanh mộ đấy. Tôi không mong rằng là mình bị như thế đâu. Đây, ném lịm vào này. Nó nảy ra ngoài, anh em ơi, nó gặp gốc cây nó nảy ra ngoài. Ma vãi cả trưởng. Thôi xong mày chết chắc rồi con ạ. 2 quả lịm, mày chết chắc rồi. Úi dồi ôi. Đấy, phát đầu có thể né được. Còn phát thứ hai là chú, coi như là chú đai luôn rồi nhá. Ủa, cái gì đấy? Bọn nào ở dưới bắn nhau gì đây? Oh man, chúng làm gì ở dưới này? Để mình coi nào. Câu đại quả lựu ở nhà, coi mình nghi là có đứa ở trên nhà. À không phải, bên này. Mà phí mất mấy quả lựu, 4 trái lận. Đậu xanh, ok. Được rồi anh em ơi, mình chơi hơi bất cẩn anh em ạ. Tốn mấy trái lựu nhỉ, cay nhỉ. À, tính bán anh à. Chú tuổi gì mà đòi bán anh? Đậu xanh nhỉ. Thằng này nó nghĩ nó tuổi gì anh em? Nó trò mẹ lựu nhỉ. Ra đây em. Oh man, mày ra đây. Ra đây em. Bo sắp thu lại rồi này. Vãi, nó không chạy ra à? Vãi nhở. Phần này hơi căng nha. À đi rồi. Tưởng gì cơ. Chạy ra đây à? À ui, vãi, thằng nào cầm đúp anh em ơi. Hay là chơi nỏ nhở. Tôi thấy nó bắn vừa xuyên qua người phát anh em ạ. Vừa gần trúng người tôi. Ba nó căng. Bạn nào bảo trận này không căng hả? À, căng vãi cả trưởng ra chứ. Đừng đùa. Ai ra đây. Đậu xanh, nó không thèm ra à? Ma nhở. Ra đây. Vai cả trưởng nhở. Đậu xanh này. Vai gì đấy? Mày này. Mày tính qua đây á? Tuổi gì? Ui, qua đây á? Nhầm rồi em ơi, nhầm rồi. Xong nhá, 9 kill nhá. Thằng cuối. Chuẩn bị này. Win game này. Mày này, chạy bò. Yes. Booyah anh em. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp Kẹo nhá. Win game rồi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.